quá hay cho đội của Vũ Tân Hội mọi người. Anh Lưu Su, anh Lưu Su Cu dám đụng đội với Vũ Tân Hội luôn mọi người, hạnh quá gan. Mặc dù anh là không có xăm mình nhưng mà anh gan lắm. Lại một trái ngoài. Gặp đối thủ rồi. Anh Lưu Su Cu bữa nay gặp đối thủ mọi người. Gặp ngay Vũ Tân Hội chịu gì nổi. Lại là vào gà. Anh Vũ ngược cảnh xung phong mọi người. Mặc dù anh đang thua điểm nhưng mà anh Vũ ngực. Mít từ ngay đứng yên một chỗ luôn mọi người ơi, không phản ứng. Qua wow, bóng quá căng, quá gắt. Một pha phát bóng ăn luôn. Giữ Tân Hội quá ác mọi người, phát bóng giật giền. Nhưng mà anh Lu Su Cu ảnh hay hơn. Ảnh pháo lại một cái làm Vũ Tân Hội trở tay không kịp. Một pha bóng ngoài sát liêm của Vũ Tân Hội làm cho đội anh Lu Su Cu lên điểm. Đội Lu Su Cu chịu không nổi đội Vũ Tân Hội mọi người ơi. Quá hay. Anh Lu Su Cu là anh căng bóng lòng hết xăng luôn, anh bao luôn Mr. ngay. Anh ấy chịu không nổi mọi người. Mr. ngay lại phát bóng ngoài. Tự sát luôn. Tại đấm lát luôn. Làm anh Lu Su Cu đánh quạo mọi người ơi. Nhưng mà anh Lu Su Cu anh vẫn không bỏ cục. Anh đòi gỡ lại một xe nữa. Đây là Mr. ngay là cháu của Long Kỳ nha mọi người. Đêm nào Long Kỳ cũng livestream trực tiếp để dạy cho Mr. ngay, nhưng mà Mr. ngay không hay nổi. Quán chấp điểm. Ôi về ngày đá là khỏi chấp được đó. Rồi. Sao mà thù đá mà vô xăng cũng được nữa là chạy. Xăng vô. Tao thả nó nổ. Ngoài ba trái đi. Không. Có hai trái à. Rồi chưa? Mày muốn vô xăng chồng vô xăng. Ừ. Đi đi. Sao anh em ơi. Quá hay. Vũ Tân Hội quá cha đó rất hay mọi người. Mày đừng có lo của tao, để tao đếm một đều cho đội Lu Su Cu và Vũ Tân Hội. Rồi lấy sao không hư cho bóng nào cho mà coi. Không đều. Trần lên. Một trái pháo của anh dạng làm cho đối phương trở tay không kịp nhưng mà không qua lưới. Hai già là chết luôn nè. Rồi. Vũ Tân Hội bị xì mọi người. Bị xì rồi, Vũ Tân Hội bị xì rồi. Rồi chằng lên. Ra ngoài cỡ chừng 4 thước. Vô ngay liêm. Vũ Tân Hội quá hay.
10 triệu thôi. Cái xăng này là vố Tân Hội căng liêm nha mọi người. Giờ vố Tân Hội lại dở thật chiêu nữa. Rồi anh luôn xuống cú quýnh bóng ngoài hơn rồi mít tư ngay nữa. Mít tư ngay ngoài cỡ chừng 4 mét, còn anh cu ngoài cỡ 8 mét. Anh cu anh thua anh đòi đập điện thoại tôi luôn nha mọi người. Anh mới thua có 2C mà anh đòi đập luôn điện thoại của chủ kênh rồi. Lại một trái bóng vào sân. Lại một trái ngoài của anh cu. Phạt bóng quá ác. Một trái không qua lưới cho đội của anh cu và Mr. Ngay. 46. Mi vô nhà hơn đâu. Cậu lui về dưới đi cậu. Một trái không qua lưới của anh Vẹn. 56. Lại một pha bóng ngoài của Mr. Ngay. Rồi Vũ Tân Hội thả cho đội anh Lusuku luôn. 67. Đã vô sẵn thôi. Nhưng mà Vũ Tân Hội dễ gì cho vào mặt ti. Rồi anh Dạng lại quýnh bóng văng ra ngoài sân. Đây là một đếm đều. Mít từ ngày đá cho ăn 7. Một pha bóng ngoài của anh Dạng và Tử Vũ Tân Hội. Rồi vào mặt tây luôn mọi người. Một pha bóng ngoài của Vũ Tân Hội. Sau này chắc Vũ Tân Hội thua rồi mọi người. Vũ Tân Hội bị xì. Quýnh sớm giờ mấy C? 5-6 C. Một đều. Không. Rồi anh Lusuku bị xì luôn. Nói chung ra là đội nào cũng bị xì hết mọi người. Nhưng mà bên này là Vũ Tân Hội thấy bị xì nhiều hơn đội anh Lusuku. Ngoài. Một pha bóng ngoài của anh Lusuku. 3. Một pha bóng sau của anh Lusuku làm Vũ Tân Hội trở tay không kịp. Một pha bóng ngoài làm cho đếm đều luôn. Anh Lusuku ảnh rất là giành bóng. Một pha không qua lưới của Vũ Tân Hội làm cho đội anh Lusuku lên điểm. Anh Lusuku rất là hay mọi người ơi. Mr. Ngay phái chí cừ. Không à. Giỡn nè, giỡn nè, giỡn nè. Giỡn nè.
chết rồi ơi. Ngoài. Một pha bóng ngoài của anh Dạng. Lại một pha phát bóng trong của Mr. Ngay. 6-3. Ảnh xem thường đối thủ luôn mọi người ơi. Một pha bóng ngoài của Vũ Tân Hội. Chuối hai em. Em này em 43, em 39. Dạ dạ chạy đi. Một pha qua lưới của anh Lusuku làm không ai trả tay kịp. Video mình tới đây kết thúc nha mọi người. Mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.